đám cưới thị phi nhất lúc này, thuê cả vệ sĩ dẹp đường, khiến cả phố nháo nhào. Người chồng bàng hoàng kể lại giây phút cả nhà trên chiếc taxi bị lật ở Đà Lạt. Ô tô 7 chỗ cháy rụi trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Phát hiện đôi vợ chồng tử vong bất thường trong căn phòng trọ khóa trái ở thành phố Thủ Đức. Sự thật là đời, trường cao đẳng y tế Quảng Bình mượn tiền để giữ chân viên chức. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Chiều ngày 29 tháng 11, theo nguồn tin, lực lượng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ nhóm vệ sĩ có hành vi dẹp đường cho đoàn xe đám cưới gây xôn xao dư luận. Theo nguồn tin, một số người mặc đồng phục giống vệ sĩ đã bị lực lượng công an triệu tập để làm rõ hành vi tự ý điều tiết giao thông không thuộc chức trách nhiệm vụ. Trước đó, sáng ngày 29 tháng 11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người mặc quần áo như vệ sĩ ra giữa đường chặn các phương tiện giao thông để cho đoàn xe đám cưới đi qua. Sự việc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, để lại nhiều bình luận, trong đó đa số các ý kiến đều bất bình trước hành động trên của nhóm người mặc quần áo vệ sĩ. Bởi theo họ, nhóm người này không phải cảnh sát giao thông, không có nghiệp vụ để thực hiện hành động trên. Sự việc được xác định xảy ra trên tuyến đại lộ Lê Lợi ở thành phố Thanh Hóa, một trong những tuyến đường to đẹp nhất xứ Thanh. Được biết, trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 11, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sĩ Security số 238 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Sau khoảng 2 giờ xuất hiện tại đây, lực lượng chức năng đưa nhiều thùng cạc tông từ trong căn nhà 3 tầng là trụ sở công ty ra xe chuyên dụng. Vụ việc diễn ra thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem, live stream trên mạng xã hội. Người chồng bàng hoàng kể lại giây phút cả nhà trên chiếc taxi bị lật ở Đà Lạt. Ngày 29 tháng 11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, nạn nhân trong vụ lật xe taxi hãng Lado tại thôn 3, xã Thà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là Nguyễn Thị Vân Anh, 21 tuổi, đang được các y bác sĩ điều trị tích cực từ lúc nhập viện hôm qua đến nay. Chị Vân Anh được chẩn đoán chấn thương sọ não, dập tủy sống cổ, dập phổi, tràn dịch ổ bụng. Đến sáng nay, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo nhưng có biểu hiện liệt chân, tay. Hiện, phía bệnh viện và gia đình đang thực hiện các thủ tục đưa chị Vân Anh về thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Chồng chị Vân Anh là anh Nguyễn Văn Sơn, 26 tuổi, ngụ Hà Nội và tài xế lái taxi hãng Lado là Hồ Xuân Long, 44 tuổi, bị thương nhẹ. Riêng cháu Nguyễn Linh Đê, 1 tuổi, con gái của vợ chồng anh Sơn, không may tử vong. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền thành phố Đà Lạt đã đến thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng kiểm tra bước đầu với tài xế Long và không phát hiện chất cấm. Kể về vụ tai nạn, anh Sơn cho biết, sáng 28 tháng 11, cả gia đình xuống một quán cà phê ở thôn 3, xã Tả Nung tham quan du lịch. Khi chuẩn bị rời đi, anh Sơn thuê xe taxi Lado để đến địa điểm khác. Mới lên xe được một lúc, tôi thấy xe chạy với tốc độ rất nhanh, tôi không kịp hiểu chuyện gì thì xe đã tông và lật nhào, anh Sơn kể lại. Về phía taxi Lado, đại diện đơn vị này đã hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng cho gia đình anh Sơn, cử người túc trực tại bệnh viện chăm sóc nạn nhân. Hãng xe đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tai nạn để có hướng xử lý tiếp theo. Sáng 29 tháng 11, một ô tô 7 chỗ bốc cháy dữ dội trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, lúc hơn 7 giờ, xe này do nam tài xế cầm lái chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Thủ Đức đi tỉnh Đồng Nai. Khi vừa qua khỏi nút giao Võ Chí Công khoảng 200m thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức thì xe này bất ngờ bốc khói dưới nắp capo. Tài xế nhanh chóng tấp vào làn khẩn cấp rồi mở cửa thoát ra ngoài. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, giao thông qua khu vực ùn ứ. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức điều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, nhưng lúc này ô tô đã bị cháy rụi. Ngày 28 tháng 11, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hai người tử vong trong phòng trọ. Chiều tối cùng ngày, người dân sống ở khu vực đường số 11, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ngửi thấy mùi hôi thối từ một phòng trọ. Họ kiểm tra thì thấy căn phòng khóa trái cửa nên gọi điện báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng sau đó phá cửa vào bên trong thì phát hiện có hai người tử vong trên gác của phòng trọ. Bước đầu xác định người nữ tên N, 32 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang và người nam tên Q, 32 tuổi, ngụ quận 6. Họ là vợ chồng mới chuyển đến khu trọ sinh sống. Tình hình ba nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng ở thành phố Thủ Đức. Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn liên hoàn trên đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Sáng 29 tháng 11, trao đổi với báo Người Lao Động, bác sĩ chuyên khoa 2 Diêu Hà Lam, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, chiều qua 28 tháng 11, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông. Theo đó, các bệnh nhân gồm bệnh nhân PHT, nữ 38 tuổi, được chẩn đoán chấn thương phần mềm, mạng sườn trái và khuỷu trái. Sau khi thăm khám, bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú và uống thuốc. Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định. Bệnh nhân thứ hai là ông NTG, 67 tuổi, nhập viện, được chẩn đoán xuất huyết não, thùy thái dương phải, dập phổi, tràn khí màng phổi phải, gãy xương sườn ba phải, gãy hở phức tạp hai xương đùi. Ông Dê được cố định các vết thương, cầm máu, giảm đau, truyền dịch, oxy qua cannula, đặt son tiểu lưu. Bên cạnh đó, bệnh nhân được xét nghiệm thêm các xét nghiệm thường quy và bộ xét nghiệm nghiện chất. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân yêu cầu chuyển viện nên đã được chuyển đến bệnh viện 175 tiếp tục điều trị. Tình trạng chuyển viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, huyết áp 110/70, nhịp tim 90 lần trên phút, SpO2 97%. Bệnh nhân thứ ba là NMD, 41 tuổi, nhập viện trong tình trạng gãy lún mâm chày và đầu trên xương mắt trái, vết thương môi trên, chấn thương ngực kính. Các bác sĩ đã nẹp bột giảm đau, truyền dịch, khâu vết thương môi trên, tiêm ngừa uốn ván. Bệnh nhân cũng được làm các xét nghiệm thường quy và bộ xét nghiệm nghiện chất. Hiện bệnh nhân đã được chuyển vào khoa ngoại chấn thương của bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tất cả các bệnh nhân trên đều đã được cấp cứu kịp thời và hiện đang ổn định. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị để đảm bảo quá trình hồi phục. Trước đó, tối 28 tháng 11 khoảng 17 giờ, một ô tô 7 chỗ mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi nút giao An Phú. Khi vừa qua khỏi nút giao Đỗ Xuân Hợp khoảng 300 m thuộc phường An Phú, ô tô 7 chỗ đụng trúng ô tô 16 chỗ chạy hướng ngược lại. Sau đó ô tô 7 chỗ lao sang làn ngược lại, đâm liên tiếp vào 3 xe máy rồi dừng lại. Vụ tai nạn khiến 4 người đi trên các xe máy nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường các xe bị hư hỏng, riêng ô tô 7 chỗ trục bánh trước bị gãy rời. Nhận tin, lực lượng chức năng đến hiện trường phong tỏa, trích xuất camera điều tra nguyên nhân. Sự thật lạ đời, trường cao đẳng y tế Quảng Bình mượn tiền để giữ chân viên chức. Theo phản ánh, tại trường cao đẳng y tế Quảng Bình, các viên chức mới tuyển dụng sau khi trúng tuyển vào tháng 1 năm 2022 được yêu cầu viết giấy tự nguyện cho mượn tiền với nội dung cho nhà trường mượn một khoản tiền nhất định. Cụ thể, cuối năm 2021, trường cao đẳng y tế Quảng Bình tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp. Đến tháng 1 năm 2022, những người trúng tuyển chính thức nhận quyết định công tác. Điều đáng chú ý là khi nhận việc, họ được yêu cầu hỗ trợ nhà trường một khoản tiền mặt. Khi dư luận đặt vấn đề tiêu cực, nhà trường đã yêu cầu những người đã nộp tiền viết giấy xác nhận khoản cho mượn tiền với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Thời hạn mà trường hoàn trả lại là 24 tháng. Tuy vậy, đến nay, một số trường hợp dù đã nghỉ việc vẫn không nhận lại được tiền vì chưa đến hạn trả, tháng 1 năm 2024. Với những viên chức vẫn công tác tại trường, ông Lê Viết Hùng, quyền hiệu trưởng thời điểm đó, nay là bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường cao đẳng y tế Quảng Bình, tuyên bố ai muốn nhận lại tiền sẽ được trả ngay, nếu không sẽ coi như ủng hộ nhà trường. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại bị trù dập nên không dám yêu cầu, một giảng viên xin giấu tên phản ánh. Ông Lê Viết Hùng thừa nhận việc trường mượn tiền là có thật. Tuy nhiên, ông khẳng định mục đích của nhà trường là giữ chân những người mới tuyển dụng, tránh tình trạng nghỉ việc sớm. Ông Hùng giải thích sau khi trường được nâng cấp từ trung cấp lên cao đẳng vào tháng 4 năm 2020, nhà trường đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ ổn định nhân sự. Việc mượn tiền được thực hiện trên tinh thần tự nguyện nhằm ràng buộc nhân viên ở lại làm việc lâu dài và đảm bảo các yêu cầu kiểm tra từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo ông Hùng,
khoản tiền mượn dao động từ 2 đến 5 triệu đồng đối với viên chức bình thường và 10 đến 20 triệu đồng đối với giảng viên. Người đồng ý cho mượn sẽ viết giấy, có chữ ký và đóng dấu xác nhận của nhà trường. Số tiền sau đó được nộp vào bộ phận kế toán nhưng không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào. Khi được hỏi về việc quản lý khoản tiền này, ông Hùng cho biết danh sách những người cho mượn tiền không được lập tổng hợp cụ thể, không rõ là bao nhiêu người cho mượn. Ông chỉ nhớ hình như khoảng 18 người. Nhà trường chỉ hoàn trả tiền khi có giấy xác nhận từ người cho mượn. Vụ việc gây ra nhiều tranh cãi về tính minh bạch và hợp lý của hành động này. Dù nhà trường khẳng định không có ép buộc, việc mượn tiền để đảm bảo cam kết làm việc lâu dài khiến nhiều người cho rằng đây là hành vi không phù hợp trong môi trường giáo dục. Phía quản lý cung cấp thông tin có hay không về bằng tiến sĩ của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Dư luận xoay quanh câu chuyện một chuyên gia giáo dục tại Anh cho biết không tìm thấy tên nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết trong danh sách cựu sinh viên của RADA, Học viện Kịch nghệ Hoàng gia Anh. Trên thực tế, nghi vấn bà không phải cựu sinh viên và không có bằng tiến sĩ, lẫn không có bảo vệ luận văn tại RADA đã được lan truyền qua một số bài viết trên mạng xã hội. Trước những luồng thông tin trên, phía quản lý của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã gửi thông tin đến phóng viên báo Người Lao Động. Quá trình theo học, từ năm 1991 đến năm 1995, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết được chấp thuận vào học tại RADA. Tháng 10 năm 1995, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết bảo vệ luận án Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á. Sau quá trình theo học với 10 bộ môn và đạt tổng số giờ học, luyện tập theo yêu cầu là 124 giờ, tháng 10 năm 1995, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết bảo vệ luận án Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á và được hội đồng chấm luận án thông qua. Quá trình theo học, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đều có đến báo cáo cũng như nhận được sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại London. Sau khi nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết hoàn thành bảo vệ luận án, Đại sứ quán Việt Nam tại London, Anh có công văn gửi về báo cáo Bộ Văn hóa Thông tin và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận trong thời gian ở London, chị, tức nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, có liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán, nghiên cứu nghiêm túc và quan hệ tốt với nhà trường. Sau khi về nước, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã gửi bản báo cáo quá trình học tập, bảo vệ luận án ra Bộ Văn hóa Thông tin, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh và gửi cả luận án đến Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và Tổng thư ký Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm đó. Phía quản lý của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cho rằng văn bằng do viện trưởng RADA, ông Nicolas Bater ký công nhận về luận án tiến sĩ cho Nguyễn Thị Bạch Tuyết là chứng nhận 10 môn học với 124 giờ của Viện Hàn Lâm Kịch Nghệ Anh. Vì đồng bảo vệ luận án ở cả Viện Sân khấu và Điện ảnh Quốc gia Sofia, Bulgaria, nên viện này đã trao bằng tiến sĩ số 24248 vào ngày 15 tháng 8 năm 1996 cho nghệ sĩ Bạch Tuyết. Ngày 31 tháng 10 năm 1995, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bulgaria có công văn báo cáo cho Bộ Văn hóa Thông tin và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận nghệ sĩ Bạch Tuyết đã bảo vệ luận án nói trên và được các thành viên của RADA và Sofia, Bulgaria đánh giá cao. Sáng 28 tháng 11, ông Nguyễn Văn Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cho biết người dân vừa phát hiện một bé trai mới sinh bị bỏ rơi bên đường. Trước đó khoảng 6 giờ cùng ngày, trong lúc đi tập thể dục, một số người dân đã phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường tại thôn 1, xã Trường Xuân. Lúc này bé trai mặc áo ấm màu vàng, đeo tất màu hồng, không có giấy tờ gì. Ngay sau đó người dân đã đưa bé trai lên trạm y tế xã và thông báo cho chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, bé trai khoảng 1,5 tháng tuổi, nặng gần 4kg. Sau khi được chăm sóc, hiện sức khỏe của bé bình thường. Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân đã thông báo tìm thân nhân của bé nhưng hiện chưa có ai tới nhận. Ngày 28 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông bất ngờ tử vong. Lúc 8 giờ 30, người dân lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng thành phố Thủ Đức đi tỉnh Đồng Nai thì phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới đất, cạnh đó là chiếc xe máy mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này thuộc phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức. Nhận tin, lực lượng chức năng đến hiện trường xác định người đàn ông đã tử vong nên phong tỏa, trích xuất camera điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định người đàn ông tên BNG, 60 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức.
Người dân cho hay, trước đó người đàn ông đã va vào giải phân cách, sau đó trượt dài, lao vào cây xanh. Tờ vé số đặc biệt, người phụ nữ mất ăn mất ngủ khi trúng 2 tỷ nhưng không được chi trả. Ngày 27 tháng 11, phóng viên báo Người Lao Động tiếp tục có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Ngờ, sinh năm 1971, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, người trúng tờ vé số trị giá 2 tỷ đồng nhưng không được nhận giải. Khi được hỏi về việc bà đã mua vé số và quá trình giải quyết của công ty ra sao, bà Nguyễn Thị Ngờ đã cho biết, ngày 14 tháng 10, bà mua 2 tờ vé số của công ty Sổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi mua xong, bà bỏ vào tờ tiền polymer kẹp lại bỏ vào túi đi làm nên bị mưa ướt. Thấy ướt nên gỡ ra thì phần lề của tờ vé số bị rách. Khi phát hiện trúng thưởng, bà đem 2 tờ vé số hơ lửa cho nó ráo thì nó bị co lại. Ngày hôm sau, bà cùng con trai ra công ty Sổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế và cũng trình bày lại câu chuyện như trên thì nhận được câu trả lời. Công ty phát hành ra là đúng, nhưng để đúng quy định phát thưởng phải có giám định của công an như bên thứ ba làm chứng. Nếu giám định đúng thì bên công ty chi trả cho khách hàng. Sau đó, công ty làm văn bản gửi qua công an đã điện cho bà Ngờ để đi giám định. Khi tới công an thì được giải thích khách hàng yêu cầu giám định, nên khách hàng nộp tiền, giám định 2 tờ vé số thành 4 bản, mỗi bản 3 triệu đồng, 4 bản là 12 triệu đồng. Sau đó, bà đã chuyển tiền cho đại diện công ty sổ số để họ đem tiền qua nộp, lấy kết quả giám định về. Đến ngày 29 tháng 10, công ty sổ số điện cho bà Ngờ thông báo được một tờ trúng giải phụ, chứ tờ trúng giải đặc biệt không được. Khi ra công ty, bà Ngờ nói muốn xem kết quả giám định của công an, nhưng phía công ty không cho xem và bảo bà qua công an lấy giám định. Tuy nhiên, phía công an nói đã trả kết quả và hướng dẫn nếu công ty không đưa cho khách hàng thì yêu cầu trả lời bằng văn bản. Trích nguyên văn kết quả giám định của công an, khi bà Ngờ về lại công ty thì lãnh đạo công ty nói chờ soạn văn bản lâu nên bảo bà Ngờ rồi sẽ chuyển phát nhanh vào nhà. Ngày hôm sau, bà Ngờ nhận được thư, trong đó không nêu kết quả giám định của công an mà công ty chỉ trả lời rằng áp dụng thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính thì không đủ cơ sở để chi trả giải thưởng cho bà Ngờ. Trước đó, khi dò vé số trúng, bà Ngờ cảm thấy rất mừng nhưng cũng thấy hơi lo. Khi công ty không chấp nhận trả thưởng thì cảm thấy hết sức thất vọng, bức xúc vì công ty không cho xem kết quả giám định của công an, trong khi người bỏ tiền ra là bà. Trong khi đó, lần đầu ra công ty khẳng định nếu kết quả giám định đúng thì sẽ trả thưởng. Bà Ngờ cũng là một trong số những người nuôi hy vọng đổi đời nên mua vé số thường xuyên, có khi nhịn ăn sáng để dành mua vé số. Mỗi lần mua 1-2 tờ chứ không mua cả lốc vì không có tiền. Bà hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được đổi đời. Thế nên, sợ bà vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Không trúng thì thôi, khi trúng mà không được kết quả như mong muốn thì rất buồn. Ví dụ như rách nhiều, mất đi chữ số thì chấp nhận, còn đây chỉ mất phần chân thôi và số vẫn rất rõ ràng. Cũng có một điều là bà không phải đúng hoàn toàn vì đã làm rách, nhưng bà mong muốn sự thấu tình đạt lý, trong cái lý cũng phải có cái tình. Công ty sổ số cần phải nghĩ tới quyền lợi của khách hàng, không chỉ thiên về lợi nhuận không. Nếu như chất liệu giấy mà như trong vé số miền Nam thì sao rách được? Vì nó có lớp ni lông bên ngoài, nước mưa hay mồ hôi sẽ không làm cho tờ vé số bị rã, bà Ngờ chia sẻ thêm. Một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh nhận là chủ của 3 bồn kim loại dạt vào biển Quảng Ngãi. Chiều 27 tháng 11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, công ty Equilogis, trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh đã liên lạc, nhận là chủ của 3 bồn kim loại trôi dạt vào bờ biển, thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Theo công ty trên, các bồn kim loại được tàu biển vận chuyển từ Thái Lan đến Hàn Quốc, nhưng trong lúc vận chuyển, đơn vị vận chuyển đã làm rơi 3 bồn khỏi tàu mà không phát hiện được sự cố và tiếp tục hải trình. Công ty Equilogis cũng thông tin 3 bồn kim loại trên không chứa bất kỳ khí hay gas và đang trong trạng thái rỗng, vì thế không ảnh hưởng đến môi trường. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh tính xác thực và chờ công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để xác nhận sở hữu số bồn này. Trước đó, ngày 24 tháng 11, ngày 25 tháng 11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cùng người dân phát hiện 3 bồn kim loại chuyên dụng kích thước lớn, vô chủ, trôi dạt vào bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. 3 bồn kim loại có màu trắng, hình trụ tròn, kích thước 6x2,5m, bị sóng đánh trôi dạt vào khu vực bờ. Bên ngoài các bồn này như một thiết bị chứa khí hóa lỏng, có gắn van bơm, ống xả, đồng hồ đo áp suất và khung sắt liên kết bảo vệ. Trên thân các bồn này cũng có niêm kẹp trì, ký hiệu cảnh báo nguy hiểm và nhiều thông tin về trọng lượng, đơn vị sản xuất, kinh doanh. Sáng 27 tháng 11, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tìm hướng xử lý, tránh nguy cơ mất an toàn, khẩn trương tìm chủ sở hữu cũng như nguồn gốc xuất xứ của 3 bồn chứa bằng kim loại trên.
Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.